Trước tiên là mình xem cái phần quản lý dự án của mình nè. Cấu trúc bên này chúng ta tạo ra ngày bắt đầu là chúng ta dùng kiểu date. Nhưng kiểu date thì nó cũng sẽ hiểu giống như kiểu chuỗi. Chú ý chỗ này giúp thầy. Cho nên lúc mà chúng ta so sánh thì các bạn xem nó có so sánh được hay không nha. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại đây. Mình sẽ select tất cả các cái dữ liệu có trong dự án. Như vậy mình có ngày bắt đầu tháng 1, tháng 3, tháng 7, tháng 2 của năm 2017. Như vậy giả sử mình sẽ ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2017. Thử xem thế nào. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ where ngày bắt đầu. Ngày bắt đầu lớn hơn 2017 trừ 03 trừ 01. Thử xem nó ra cái gì. Đây. Ngày 19 tháng 7 và ngày 3 tháng 3. Ngày 23 tháng 1 năm 2019. Được không? Nếu mình đảo cái này lại thì sao? Nhỏ hơn. Thì những dự án nào mà có ngày bắt đầu trước ngày 1 tháng 3. Trước ngày 1 tháng 3 là ngày 1 tháng 1 và ngày 8 tháng 2. Được không? Như vậy mình hỏi nè, giả sử có những dự án bắt đầu trong tháng 3. Trong tháng 3 2017 thì mình làm sao? Những dự án bắt đầu trong tháng 3 in trong khoảng hoặc là between bắt đầu ở đây between các bạn sẽ sử dụng từ khóa. Between thử xem nhé. Nữa nó có bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 and ngày mấy nhỉ? 2017.31 ngày 1 tháng 3 03 xịt 31. Có dự án nào không? Có dự án nào tháng 3 là ngày 3 tháng 3 có một dự án rồi. Ok, một dự án được chưa? Ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Như vậy chúng ta đã xử lý được kiểu ngày. Xử lý được kiểu ngày ở đây. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, like. Chúng ta đã nói lúc nãy rồi. Lương. Đây là hai điều kiện các bạn. Một điều kiện là lương và một điều kiện là phòng ban. Hai điều kiện thì chúng ta cứ so sánh bình thường và chúng ta dùng and or not. Hai điều kiện này đều đúng thì được chọn ra. Hoặc bạn dùng kiểu or. Ví dụ mình dùng hai điều kiện đi. Bây giờ mình sẽ tìm thử là nhân viên
select sao from nhân viên chấm phẩy, mình sẽ có là gì? Giới tính. Ok, như vậy thầy sẽ sử dụng hai điều kiện. Một điều kiện là giới tính là một là nam, nữ gì đó, và lương, lương. Ok, như vậy mình sẽ có điều kiện là giới tính bằng một và lương lớn hơn 1.000, và một cái or để xem nó khác nhau gì. Chỗ này mình sẽ select sao from nhân viên với điều kiện where giới tính bằng, chỗ này giới tính, chỗ này chúng ta coi thử là nó là kiểu chuỗi hay là kiểu số nha các bạn. Nếu là kiểu số thì chúng ta so sánh với một, nếu là kiểu chuỗi thì so sánh với nháy một. Nhưng mà chắc ở đây là kiểu bit rồi, thì tí nữa chúng ta sẽ xem lại. Và lương lớn hơn bằng 1.000. Rồi thực thi cái này coi nó ra cái gì. Đây, những bạn mà có giới tính là một lương lớn hơn 1.000. Bây giờ nếu chỗ này mà chúng ta dùng or thì sao nhỉ? À, có một trong hai là được. Giới tính là một thì 900 vẫn được. Giới tính là không mà có trên 1.000 là được. Như vậy một trong hai điều kiện đều được. Đó, như vậy thì các bạn thấy là kết hợp nhiều điều kiện cùng cùng xảy ra. Dễ ha.